Một quán mì Quảng Thố mới mở gần đây và dám ghi 30 năm. Cùng tôi dạch trần sự thật nhé. Menu của quán thì chuyên về mì Quảng là chính. Giá thì sẽ tầm 36 cành đến 65 cành từ phần thường cho đến đặc biệt. Còn bây giờ hãy cùng tôi tìm hiểu coi phải cái quán này mở 30 năm không? À, anh cho em hỏi là quán mình mở 30 năm thiệt luôn anh? Không phải là quán này mở 30 năm nhưng mà cái hương vị và cái thương hiệu này là 30 năm ở ngoài gốc là Đà Nẵng, Quảng Nam. Nhưng mà đây là cái cơ sở đầu tiên trong Sài Gòn. Chứ không phải là ở quán này là 30 năm. Thì nãy giờ tôi vô đây á, tôi thắc mắc là tại sao mà không thấy cái thố. Tôi tưởng là mì Quảng đựng trong cái thố. Câu trả lời là đây, cái thố bên trong sẽ đựng nước lèo. Bây giờ thì mình trộn đều lên rồi ăn thử xem như thế nào nha. Sợ mì Quảng á dai và không bị mỡ, cái nước dùng á thì ngon. Ủa xuất sắc, chưa bao giờ mà ta cái món ngon gì luôn. Ngoài món chính là món mì Quảng, quán còn một món đặc biệt nữa là bánh tráng cuốn da heo hai đầu da. Trời ơi, cái nước chấm siêu đỉnh y hệt ở miền Trung luôn. Rau thì tươi, gói với thịt heo bánh tráng nữa. Ta nói ngon nhất cái nách luôn. Trời ơi, mọi người nhìn quen không? Nhìn giống nước mót nha. Nhưng mà thật ra ở đây là nước thảo mộc, chỉ có 10 cành một ly thôi. Trời ơi, một quán vô cùng chất lượng mà giá cả thì lại vô cùng rẻ nữa. Ai mà thèm cái hương vị miền Trung thì hãy đến đây nhé. Ăn xong bạn sẽ được xoa dịu nỗi nhớ miền Trung đấy. Bye bye mọi người.